thưa ừ, quý khán giả chiều qua thủ tướng phạm minh chính chủ trì buổi gặp mặt của thường trực chính phủ với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21 tháng 6 năm 1925-21 tháng 6 năm 2022 thủ tướng gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cơ quan báo chí người làm báo trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài lời chào trân trọng lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thành tựu mà báo chí cách mạng việt nam đạt được trong thời gian qua thủ tướng cũng chia sẻ cho những khó khăn của báo chí trong điều kiện hiện nay thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí các nhà báo các cơ quan báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của đảng ghi sự hùng cường thịnh dượng của đất nước hạnh phúc ấm no của nhân dân cho sự phát triển của báo chí cách mạng Cũng trong hôm qua tại Hà Nội, diễn ra phiên toàn thể của Diễn đàn Phát triển Bền vững Đô thị Việt Nam 2022. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, phát triển đô thị gắn với quản lý, phát triển thị trường bất động sản phải đảm bảo ổn định và bền vững giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho người dân tại khu vực đô thị, nhất là các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động cùng với quan tâm đặc biệt tới chỉnh trang các khu đô thị cũ, các khu chung cư xuống cấp để đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân. Chú trọng phát triển một số loại hình kinh tế đô thị mới, gắn giới phát triển du lịch như kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn giới lợi thế đặc trưng của mỗi địa phương. Thưa quý khán giả, báo Việt Nam Net có bài viết về mối quan tâm lớn của người lao động hiện nay. Chiều tối qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho Tổng Liên đoàn Lao động ban hành chỉ đạo triển khai nghị định về lương tối thiểu, đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động từ ngày 1 tháng 7 tới. Các tỉnh thành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trong các hoạt động đối thoại thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác, đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so giới quy định của pháp luật. Thưa quý khán giả, theo thống kê thì hiện nay toàn quốc có trên 210.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng hơn 11.000 người so với cuối năm ngoái, gần 60.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Nguồn tiêu thụ ma túy rất lớn, kiểu có xu hướng gia tăng qua từng năm, đồng nguy cơ tiềm ẩn, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tiêu hoạt động của các cơ sở kinh doanh và dịch vụ trở lại bình thường tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng. Cho trước tình hình này, ngành chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện các phương án đấu tranh với loại tội phạm này. Sản xuất nông nghiệp ngày nay, thiên tai và những diễn biến khó lường của thị trường, đòi hỏi người nông dân bên cạnh sự cần mẫn, nghị lực, còn phải nhảy bán sáng tạo và thích ứng với thời cuộc. Dân đúng là như vậy. Để tạo sự mới mẻ và đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2023, anh Hồ Tống Bảo Hòa ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị hơn 500 cây bưởi da xanh để trồng trong chậu bán. Sản phẩm hứa hẹn tạo sức hút cho khách hàng. Những cây bưởi da xanh được anh Hòa trồng hơn 2 năm nay hiện cao hơn 2 mét. Một số cây để trái thử nghiệm thành công, các cây còn lại đang phát triển tốt và đang trong quá trình chăm sóc để ra trái vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Ngoài bưởi da xanh, anh Hòa cũng chuẩn bị các loại cây khác như bơ, lựu để xử lý trái trong chậu.